Tại thành phố Đà Nẵng, sau thời gian thử nghiệm, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn chính thức triển khai tích hợp khám sức khỏe và đăng ký đổi giấy phép lái xe ô tô theo hình thức trực tuyến mức độ 4 từ hạng B2 trở lên. Toàn bộ thủ tục hành chính này được thực hiện và liên thông trên cổng dịch vụ công quốc gia, bước đầu mang lại thuận tiện cho người dân. Mỗi năm có hàng trăm trường hợp có nhu cầu thực hiện đổi giấy phép lái xe. Chỉ cần trình căn cước công dân, giấy phép lái xe cũ và ảnh thẻ, ông Lê Thành Định được tổ tiếp nhận hướng dẫn trình tự khám sức khỏe và toàn bộ dữ liệu sẽ được liên thông lên cổng dịch vụ công quốc gia. Như vậy, người dân không cần đến tổ một cửa để nộp hồ sơ cấp đổi như trước đó và người dân sẽ nhận kết quả tại nhà. Việc cấp giấy phép lái xe này thì nó rất là thuận tiện vì nó đỡ được cái thời gian chờ đợi với đỡ được thời gian để những cái người mà đang đi làm việc thì rất mất thời gian. Bệnh viện tổ chức là cái khâu mà không sức khỏe rồi giấy tờ quá thuận lợi mà nhanh nữa, cho nên tạo điều kiện cho mọi công dân là đến làm việc nó nhanh, nó không như cái lúc trước mà chúng ta phải đi chỗ này làm chỗ kia làm nó rất là vất vả. Hôm nay chúng ta làm chỗ đây rồi có hướng dẫn tư vấn này nọ hết cho nên rất thuận lợi. Theo quy định, việc cấp đổi giấy phép lái xe cho ngành giao thông vận tải cấp, cá nhân có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe sẽ phải cung cấp giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp, đồng thời cung cấp các giấy tờ liên quan như giấy phép lái xe cũ, giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hộ chiếu. Sau khi hoàn thành hồ sơ, cá nhân sẽ nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận Sở Giao thông Vận tải hoặc Cục Đường bộ Việt Nam. Hiện tại, việc tích hợp đổi giấy phép lái xe tại trung tâm y tế được triển khai theo hình thức trực tuyến mức độ 4. Toàn bộ hồ sơ được giải quyết trong vòng 5 ngày. Chuyển từ cái việc mà giấy sang số thì nó nhanh hơn. Thứ hai nữa là nó bảo mật. Và thứ ba nó tiện cho người dân. Vì thực tế là người dân cầm cái tờ giấy khám sức khỏe đến thì thay vì mình cũng có một cái file mình có thể mình lưu trong máy tính mình hay điện thoại mình tới mình chia sẻ nó cũng rất là nhanh. Nó vô cùng thuận lợi bởi vì nếu mà người ta khám một cái khám sức khỏe người ta dùng cái giấy người ta cầm đi thì người ta cũng phải mất công người ta đi đi lại lại. Đó là chưa nói là cái giấy khám sức khỏe nó người ta đánh rơi là mất nó bị rách nó vâng. Còn cái này là sau khi khám xong tích hợp xong trích sâu ra thì tất nhiên là khi mà đăng ký với lại cái cục đường bộ thì người ta cấp một cái ký hiệu để cho trung tâm y tế để như là cái dấu bảo chứng như đó thì có thể sau lục chuyển qua điện thoại cho họ người ta cầm cái đó đi cũng được nếu người ta muốn tự nộp. Hiện nay, việc tích hợp cấp đổi giấy phép lái xe tại trung tâm y tế được thực hiện theo đề án 06 của chính phủ. Để tạo thuận lợi cho người dân, thời gian đến các trung tâm y tế sẽ hướng đến dùng chữ ký số trên phần mềm khám sức khỏe theo hướng chuyển đổi số.